Ây da. Trời má rồi tôi tăng kìa. Anh ơi, em đang đi làm ở nước ngoài có nên yêu xa ở VN không anh? Em đang làm nước ngoài có nên yêu xa Việt Nam không anh? Yêu đi cho biết. Ví dụ như nè, anh nói em nghe, ví dụ như sau này khi em 50 tuổi á, đúng không? Em sẽ rất tiếc vì hồi trẻ em không làm này làm kia. Thì em cứ tưởng tượng là yêu xa là một trong những cái đó. Thì giờ còn trẻ, yêu đi cho biết. Yêu cưới được cưới nhưng mà phải xác định rõ ràng, đúng không? Xác định rõ ràng là yêu để gọi là yêu để cho biết là cái tình yêu nó như thế nào, và được thì tiến tới, hay là xác định là ngay từ đầu là yêu để làm gì, chứ đừng có đủ chơi gái người ta xong rồi bỏ tội nghiệp người ta. Cái đó là chó đẻ, nó không nạn, nó súc vật, nó cho ăn cứt. À, Vina nâng đúp à. Nâng đúp với chúng tôi à. Tao đánh mày sưng cái đầu luôn, chứ đâu mày nâng đúp mà. Ê, lên hai trước. Không được. Lui về gõ khiên Doran liền. Rồi. Bon. Anh em gõ chậm thôi nha, gõ chậm thôi. Bon. Đó, thấy không? Gõ xong khiên Doran lên cấp luôn. Quá đẹp. Anh em mà gõ nhanh quá cái đồ nó sẽ bị yếu á. Cái trick mới của Ngọn mất biết, mất chia sẻ cho anh em á. Gõ cho vừa thôi. Nếu mà quá nhẹ thì cái món đồ nó sẽ không đủ cứng. Mà nếu mà anh em gõ quá mạnh thì nó sẽ vỡ cái khiên, nó bị nứt á. Không đủ mạnh. Anh em gõ như mới là vừa. Ui. Ủa? Mất con lính hả ta? Trời ơi, mất con lính mấy ông nội ơi. À, hồi nãy đang muốn làm tôi mất xe. Không có được đâu, xấu à. Không có được đâu. Dạ. Điện lính mình đóng xứng xấn lên. Ờ, mày làm người ta nít vậy đó. Lính đó nè, đó nè. 7 con lính mà tự nhiên từ nãy giờ núp xong rồi sấn lên người ta. Mắc cười quá à. Đã đời. Mẫu ghê vậy đó. Đây. Để trước các bạn ơi. Tớp ơi. À, tớp tôi tè chạy quá. Giết được. Để giết được đó nhưng mà chưa biết sao thôi. Khá là tớp tè, người ta tè nửa tiếng đồng hồ mà nó chưa tè nữa. Phải thiệt. Phải chờ đậu. Ôi, qua đó tôi đúp hụt trời. Trời ơi ghê hả? Hay thiệt. Con này lỗi mất rồi, pha đó đứt hụt rồi. Pha đứt trúng giết luôn rồi. Thằng top tôi mở tele sớm hơn khoảng chừng 2 giây thôi. Là pha đó là bên tôi phải giết 3 mạng á, không chết thằng nữa. Tao chết được. Trời ơi, ghê chưa? Vậy nếu như khoa đó mình lật lại vấn đề là tại sao con tớp mình nó không tới đây sớm. Đồng ý. Khoa đó chắc chắn là con IK Kali nó bị nguy gây đẩy cho nên nó không tới đây. Đó, nhưng mà anh em có nhìn rõ nếu như khoa đó nó tới đây là 3 mạng. Không, ví dụ khoa đó tới đây là 3 mạng. Nó bỏ 2 quay lính nó tới đây cũng được nữa. Quá ngon, đúng không? Quá ngon lành. Một cái đéo gì vậy, 6 rồi kìa. Ôi mẹ ơi. Quái thú số đầu vú. Gõ cái gai, cho gõ cái gai. Ok mày. Em hiểu lắm. Nè, đúp với tao không mày. Đúp với tao không mày. Thả mày.
thả mày đúp chúng ta hả mày? Tôi giết hai mày luôn á. Với chúng tôi ăn lính của mày luôn á. Yeah. Dù em có là gì, em chẳng có gì vẫn yêu. Bên em lục đục nội bộ rồi anh Mít ơi. Giờ anh nói nè, em AFK đi, anh net friend. Ok không? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Trời ơi, mày tưởng mày counter được cái E của tao hả? Mày hả? Mày hả? Thằng nào ăn đi, tao không ăn đâu. Dù em có là gì, em chẳng có gì vẫn yêu. Không, luật VCS hiện tại đâu có cấm gái thì đó đâu. Không có cấm. Luật VCS hiện tại nó không có tính giới tính, đúng không? Nó không có tính giới tính. Nó chỉ tính con người thôi. Nhưng mà con gái thì đánh đấm gì mấy ông ơi. Gái đâu kiếm người yêu đi chứ đánh đấm gì tầm này. Con trai FA quá trời mà những anh chị em phụ nữ không hiểu gì hết. Đây biết bao nhiêu người FA đang ngồi xem chat đây nè. Giúp đỡ người ta miếng đi chứ. Nhẹ tao nè, nhẹ tay khúc cuối. Đó, thấy không? Khúc cuối là mình slow lại. Lúc đầu mình là bong 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 bong. Nhưng mà khúc cuối mình là bong. Đó, mình nhẹ thôi. Mình gãy nhẹ cái tay thôi. Mình đừng có đá, mình đừng có dùng lực, mình lấy cái tay mình gãy nhẹ vậy thôi. Đó là đẹp, chuẩn, đó là chuẩn. Bây giờ nè, pha này xe lát lo được, mất tin con xe lát pha này. Rồi xe lát đéo đúp luôn. Trời ơi, Akali quy hụt luôn. Ông mẹ ơi. Pha này xe lát lo được, mất tin con xe lát pha này. Trời ơi là trời, mày đi về giùm tao con gái thằng nội. Rồi tao đố hàng mày đánh tao đó. Đánh tao đi, đánh tao đi, đánh nữa đi. À, à. Đèn đúng không? Lòng đèn với tao hả? Lòng đèn với tao hả? À, à. Giỡn mặt với tao hả? À, à. Tao, tao để tụi bay giỡn mặt hả? Đố mày giết được tao nó tên. Tao đố mày giết được tao đó. Đố mày giết được tao nó tên. Quê 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 quệ nhâm ngơ quệ nhâm ngơ. Sao? Sao? Thằng nào chiến? Thằng nào? Thằng thứ nhất đây hả? Ồ này mày chiến cái gì bạn ơi? Bạn mà chiến cái gì bạn ơi? Nó là tép tôm thôi bạn ơi. Sao mấy này sao? À thằng này ăn hiếp em tao. Thằng này ăn hiếp. Ơi thế nó gọi tao chơi. Ơi đây. Nó là thả diều, nó là thả diều hết, nó là thả diều hết. Ê da, sao mới xe được trời? Ơi thấy con mẹ rồi. Cái con què vậy trời. Lulu ơi cứu Lulu ơi. Đúp ta Lulu ơi. Lulu ơi cứu. Ây da. Cái giống con què vậy à. Đó là trời. Igelia. Igelia đéo không tớp đứng sau lưng con què đó. Oh fuck no. Ê, tôi biết tôi phải lên cái gì rồi, trận này tôi phải đóng full giáp. Để làm gì, để bắt con Lucian phải lên cây cung. Đó, tôi phải bắt con Lucian lên cây cung tôi mới chịu. Đóng full giáp. Nó lên cung thì nó hạn chế lại cái lượng gọi là đồ mà để khiến cho Lucian mạnh được. Nó phải lên cung để nó bắn tôi. Nếu không tôi gọi nó chết.
cô làm cho. Trời ơi con Silas chết luôn rồi hả? Ủa Silas còn sống nè, làm gì trời? Trời ơi trời, đang đủ lộn đi ăn lính làm sao? Điên cái gì tôi? Đây nè, đây nè, đây nè. Nè giết bò này nè. Rồi chạy. Ừ quýnh luôn Silas ơi. Anh tăng cho Silas ơi. Chạy đi Silas ơi. Tao Silas nó chết, nó còn nguyên cái anti luôn, không hiểu được. Anh còn nguyên cái anti luôn, anh đéo vô lấy anti ai hết. Và nó lấy anti Quijana nó gờ cũng ngon. Kìa, ở đây nó nữa kìa. Trời nó bay. Quýnh ở đây nó thôi, giết được ở đây nó là win game. Đúng vậy, chuẩn, chuẩn, Silas ơi. Tao mát cái lòng cái ruột ghê luôn á, Silas à. Hay. Phải như vậy, thấy không? Tôi nói đúng chưa? Giết AD là win, đéo có nói nhiều. Giết đúng thằng AD thôi. Bây giờ đéo win cũng giết AD nữa. Đèn AD là giết cho tao. Giết AD cho tao. À, à, nhảy qua đây đồ he, nhảy qua đây đồ he, nhảy ghê gì đó. Nhảy đâu? Rồi anh tí quần quà. Anh tí với chúng tôi nè. Anh tí với chúng tôi nè. Nè lá lên thì lô 4 thằng nè. Hút e cái đùng nè. Đó quýnh tới chết nè. Sao bắn với chúng tôi. Hút e một cái góc mà con khác có thể e được nè. Chưa kịp nói là nó e tôi rồi. Lead friend của anh còn đúng một slot, em đã mất cơ hội. Ôi dù em có là gì, dù em có gì, anh vẫn yêu, vẫn yêu. Ây da. Ôi má của tôi tăng kìa. Tụi mày bích không ba bơi mà tụi mày đồ chơi con ngòn, đéo hiểu tụi mày nghĩ cái gì trong đầu luôn nữa. Ah.